Xử lý nhóm nam thanh nữ tú đón Giáng sinh bằng bóng cười, ma túy. Sau khi xuống đường đón Giáng sinh, nhóm nam thanh nữ tú kéo nhau vào quán 3OK sử dụng ma túy, bóng cười và hút xê xa. Ngày 25 tháng 12, công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác phân loại. Lập biên bản xử lý nhóm người vào quán 3OK đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 sử dụng ma túy, bóng cười và xê xa. Ngoài ra công an quận 1 còn lập biên bản xử phạt nhiều lỗi đối với chủ quán trên về hành vi thiếu trách nhiệm để khách sử dụng chất cấm trong quán. Một số khách trong các phòng bị phát hiện sử dụng xì sa, bóng cười. Trước đó tối 24, lạng sáng ngày 25 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế. Cảnh sát ma túy công an quận 1 phối hợp với công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra quán Thrill K-pop. Thực khách ngã ngớn sử dụng bóng cười trong quán thời điểm bị kiểm tra. Tại các phòng trong quán, Đoàn kiểm tra phát hiện 17 nam thanh nữ tú, khách đang sử dụng bóng cười và hút xì xa. Tại một bàn ăn làm việc của nhân viên quán, đoàn kiểm tra phát hiện một túi ni lông chứa chất nghi ma túy. Cả 17 người, 10 nam, 7 nữ được đưa về trụ sở làm rõ. Qua test nhanh, 4 người trong nhóm này dương tính với ma túy. Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm đối với chủ quán trên về các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bình khí N20, bóng cười, bình hút xì xa tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài giờ quy định thiếu trách nhiệm quản lý để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong quán các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé